Nếu có những dấu hiệu này, chắc chắn bạn là một đứa ghét giao tiếp, thích một mình. Bạn ghét ánh sáng. Bạn có thể ở một mình trong một căn phòng tối, dán mắt vào máy tính để làm việc mà không cần bận tâm tới việc rèm cửa đã mở hay chưa. Thích nhắn tin, ngại gọi điện. Dân hướng nội có khả năng viết cực tốt, không thua gì nhà văn. Vì vậy họ thích viết ra hơn là nói. Thử bắt người ấy đứng dậy đọc hết đoạn văn mà họ vừa viết trước mặt rất nhiều người xem. Nhiệm vụ bất khả thi. Im lặng luôn làm bạn dễ chịu. Nếu bạn đã có người yêu thì rất dễ nhận biết liệu bạn là người hướng nội hay hướng ngoại. Khi ở cạnh người ấy, sự im lặng sẽ mang đến cho bạn cảm giác bình yên, dễ chịu mà không ai cảm thấy bối rối hay gì cả. Bạn không thấy có vấn đề gì khi ở trong phòng cả ngày hoặc cả tuần, chẳng sao cả. Việc ở nhà làm bạn thấy thoải mái, an toàn, chỉ cần có điện thoại, phim hoặc đồ ăn. Bạn thường hủy hẹn đi chơi vào phút chốc. Đa số người hướng nội thường rụt rè và giàu tình cảm. Vì vậy, họ thường nhận lời đi chơi bời, hẹn hò. Nhưng khoảng cách từ lúc họ nhận lời cho đến giờ gờ, họ sẽ tự tra tấn chính mình về việc có cần phải đi hay không. Và họ thường xuyên từ chối nếu như cuộc hẹn đó vô bổ hoặc gặp quá nhiều người ở nơi đông đúc. Luôn biết cách tự tạo niềm vui cho mình. Người hướng ngoại rất cần không khí, tác động ngoại cảnh xung quanh để vui. Nhưng người hướng nội thì đơn giản hơn. Họ luôn có thể tự chơi một mình, kể cả trong một buổi tiệc đông người, hoặc chỉ cần một ly trà sữa, một chiếc điện thoại cùng không gian im lặng là đủ để họ phát sướng rồi. Người quen hiếm hoi ở đám đông luôn là cứu tinh cuộc đời bạn. Khi lạc vào một đám đông, chỉ cần bạn tình cờ thấy được một người bạn khác của mình, bạn sẽ có cảm giác như vớ được phao khi chết đuối. Bạn sẽ bám theo người ta mãi không thôi. Và khi họ biến mất hoặc về sớm, bạn tự dưng cảm thấy lạc lối. Bạn ghét mạng xã hội nhưng thường bám xíu vào nó. Mạng xã hội làm bạn phát ngán vì tỷ thứ xô bồ, ồn ào, phức tạp của nó. Nhưng nó cũng là một phần không thể thiếu của bạn. Thà dán mắt vào điện thoại còn hơn giao tiếp thật với con người.